Jay xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Jay Gray Roblox nha các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến video về xếp hạng các unit mới ở trong Toilet Tower Defense nha các bạn. À quên, các unit sự kiện mới đúng các bạn à. Và video ngày hôm nay anh Jay sẽ coi của bạn nhân 2x nha các bạn nha. Thôi được rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video để coi là liệu cái con unit nào chính là cái con unit mà chúng ta nên sở hữu nhất ở trong cái trò này nha các bạn. Mong là các bạn nhớ lại cho video này một nút like nha. Những bạn nào thích với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để ngay ở phía dưới nha các bạn. Rồi, bạn nào muốn được anh Jay tặng Titan Sigma Man thì ngay bây giờ hãy bình luận tên Roblox của các bạn ở phía dưới. Anh Jay sẽ random tặng cho người đó miễn phí nha. Còn bây giờ thì chúng ta vô video thôi, nó nhẹ quá. Let's go. Bản cập nhật cá tháng 4 đã được cập bến. Chào nhân 2x nha. Mình nghĩ rằng mấy anh em trong toilet cái hình này được thì cái chứ. Mình cũng có một ly nước hình hơi bị ngầu. Ok, bây giờ vô video thôi, let's go. Sếp cũng đã có cho mình một vài unit khá là ngon để xài đúng không? Và bên cạnh đó thì các bạn có Titan Sigma Man chưa? Nếu như mà chưa có thì ngay bây giờ coi video này nha, là hợp lý luôn á. Bây giờ những unit khác cũng đang được bày bán trên kệ thương mại và giá của tụi nó thì khá là cao. Cơ mà anh em không biết là con nào nên bỏ tiền ra mua. Yên tâm đi, bây giờ cái con Astro Titan Cameraman nó vừa ra là cái con nó đang hot rồi. Là những con khác nó bắt đầu nó giảm giá xuống là chúng ta có thể mua được rồi nha các bạn nha. Con nào nên cất để dành, chừng nào dư tiền thì mua nó. Thì đó chính là lý do okay. Mà mình lên ngay cái video này để cùng với các bạn bàn luận xem mấy con unit mới được cập nhật gần đây liệu có đáng mua hay là không. Trong ba, trong nguyên một dãy này thì sẽ xếp vô ba cái mục, đó chính là ai cũng mua được, có nghĩa là nên mua đó các bạn. Okay. Rồi màu vàng là xứng đáng, có nghĩa là mua là nên nha. Còn màu xanh là dư tiền, có nghĩa là mua cũng được mà không mua cũng được nha các bạn. Nói chung là ai giàu thì mua, không giàu thôi đừng mua. Nha. Easter Pickerman. Tụi mình hãy bắt đầu với Easter Pickerman nha. Con này hả? Theo đánh giá của mình thì con Easter Pickerman này sử dụng nó thì sẽ khá ổn vào đầu game khi nó mới bắt đầu với giá bản tiền của nó. Ngoại trừ bạn chơi Nightmare thì phải chịu thôi. Lúc đó thì mình sẽ lựa chọn Green Laser với giá 150 tiền. Với làm chậm okay. Nó thì sẽ hợp lý hơn. Tính ra là hầu như ai cũng dùng cái con Green Laser này vào đầu game các bạn. Cái con này khá là lợi thế, vừa bắn chậm mà vừa có đam nữa, mà vừa rẻ nữa. Khi bắt đầu game mà game chỉ cho bạn có 200 tiền, Easter Pickerman sẽ gây sát thương AOE với DPS là 300. Kể ra thì nó cũng khá là xứng đáng với giá tiền của nó đó. Con này okay. Hồi đấy gây sự kiện chứng là quá hời luôn. Easter Pickerman có tổng cộng 4 cấp độ và bạn sẽ cần 4.500 tiền để đặt nó ra và nâng cấp lên cấp cuối. Ở cấp độ thứ 4 thì giá hơi cao, sẽ ở mức 3.875, khá là ổn với một con unit epic. Tuy nhiên, nếu để đi cày sự kiện thì chúng ta chỉ nên dùng nó ở giai đoạn tiền giữa trận, khi bạn đã có đủ tiền để mua những unit. Tiền giữa trận có nghĩa là khoảng chừng 20 quay đầu hả? Nít đam chính khác. Chắc cỡ vậy. Mấy con Titan cỡ 1.000-2.000 tiền. Chứ còn Easter Pickerman thì theo như mình thấy, nó đi tới quay 10-15 là quá sức lắm rồi. Vậy là quay 10 với 15 là hết cả. Wait what? Thực ra thì sở hữu Easter Pickerman cũng không có quá khó khăn gì khi mà bạn có thể dễ dàng kiếm được. Con này dễ lắm. Con này là cái con dễ kiếm nhất với 75% tỷ lệ ra. Có nghĩa là mở hòm là chắc chắn là ra con đó luôn. Mình chắc là ai cũng đều có cho mình một con trong hòm rồi ha. Anh Jay có mấy chục con luôn mà anh Jay bán hết rồi. Là 100 con nếu như lần nào. Mỗi một con anh Jay bán có một gem mà rẻ rề. À, bạn mở hộp cũng ra nó. Vì vậy cho nên là mình sẽ xếp con Easter Pickerman này ở loại là ai cũng mua được. Cơ mà ai cũng mua được. À, có nghĩa là nó giá rẻ hả các bạn? À, là bạn nhân bạn đang xếp theo kiểu là giá rẻ. À, là màu đỏ là giá rẻ nha các bạn nha. Là ai cũng có nha các bạn. Còn màu vàng là nên mua. À, màu xanh là mày giàu thì mày mua, không giàu thôi đừng mua. Đó, kiểu là vậy. Ai cũng mua được. Cơ mà nếu để so sánh okay. Thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên con Green Laser Cameraman để chơi mấy quay đầu hơn. Chính vì xác. Green Laser rẻ gấp đôi mà còn có đam cao ngang ngửa con này nữa. Con này mạnh điên tiêu thôi. Nhưng mà do nó có làm chậm nữa nên là cũng khá ổn. Cơ mà mình nghĩ là theo sở thích tùy từng người, cho nên là nếu mà bạn có ý kiến khác thì hãy comment phía dưới cho mình biết với nha. Hoặc là con camera cầu vòng nha các bạn, hoặc là Cubit Camera Woman. Đó là ba con mình chỉ đánh giá là những con unit khởi đầu khá là tốt các bạn à. Nice. Đặc biệt là con cameraman cầu vòng. Các bạn không biết sao mình thích cái con đó ghê các bạn. Tại vì dạo gần đây mình đang săn cái con cameraman cầu vòng để tặng cho các bạn fan, vậy cho nên là bình luận tên Roblox ở phía dưới nghe. Last Bunny Man.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ có Last Bunny Man, một unit legendary có được thông qua hòm thổ phục sinh với tỷ lệ con này anh sẽ cũng bán có hai gem, một unit màu hồng nam tính với cái tai thỏ trên đầu cùng với hai cái màu hồng nam tính bài. Anh bạn nào mà thích màu hồng thì con unit này đúng là sự lựa chọn tuyệt vời luôn. Ơi được ha, để mình kêu hi ha mua cái con này. Hi ha là bạn thân của mình rất là thích màu hồng nam tính các bạn à, mình sẽ kêu hi ha mua con này xài liền. Last Bunny Man là một trang bị mà được, ai cũng có chắc chắn luôn, tại vì chỉ cần tốn vài lượt mở rương okay, là bạn sẽ có được nó rồi. Và để mà nói thì con này xài rất là đáng nha, rất đã, dù mới gần giữa game là hợp lý luôn. Để mua nó thì mình cần bỏ 600 tiền với mức DPS là 1000. 600 tiền được 1000 DPS thì mình nghĩ nó cũng khá là ổn trong tầm giá rồi đó. Nhất là việc nó gây dam AoE, cho nên là mình nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn khá hợp lý để bạn có thể dev vào gia đàn đầu game. Tuy nhiên mình nghĩ là để nó ở level 1 rồi sau đó chờ đủ tiền mua luôn mấy con xịn sò bỏ vào thì nó sẽ hợp lý hơn. Mini Titan cấp 3 cũng là cấp cuối cùng của nó. Bởi vì nếu bạn muốn lên được cấp 3 bạn sẽ phải bỏ tận 6000 tiền để nâng cấp. Ủa? 6000 tiền ở lộn nhìn lộn nhìn lộn nhìn lộn. Chỉ để có được một mức DPS 7000, nó là cùng với giá trị ta có thể mua một con khác bắt thôi, mua con Mad Bunny rất nhiều thì nó sẽ hợp lý hơn là nâng hết vào Last Bunny Man. Ok, nhưng hay có mấy con mắc tiền hay xịn hơn thì yeah, Last Bunny Man cũng không phải là một sự lựa chọn khá là tệ, tại vì okay, gì thì nó cũng nằm ở hạng ai cũng đều có thể có, cho nên là nếu biết cách sắp xếp được con này dễ ra lắm các bạn, sẽ vượt qua được màn H hay là Medium thôi. Dualblade Bunny Man, để mà nói thì về con này cày là ra thì chắc là trông nó khá là ngầu, nhìn cứ như một sát thủ toilet vậy. Được á, khá là dễ lấy, bạn chỉ cần mở hộp. Hôm bữa mình đã thử mang những cái con này đi kèm với lại cái con Lebre Chaun là con cameraman cầu vòng đi chơi map sự kiện thì hơi đuối các bạn, thắng không nổi. Hôm nay chắc no god please no 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 chẳng nó ra luôn. Mặc dù là nó thuộc loại legendary như con Last Bunny Man hồi nãy, nhưng mà được cái là giá của nó lại rẻ gấp đôi, nên ở đầu game thì bạn dùm con này để dép nhà là bao hợp lý. Cơ bản thì con Dualblade này nó giống với con Easter Pikmin hồi nãy, đam AoE, lượng đam level 1 ngang nhau, giá tiền ngang nhau, dùng nó để dép đầu game thì rất là hiệu quả. Nhưng mà lý do giúp nó trở thành một unit legendary đó chính là ở cấp 3 đam con này cao hơn Easter Pikmin đến tận 4500 đam. Cơ mà bị cái là 4500 đam đó chỉ là đam đơn mục tiêu, còn đam AoE thì chỉ nằm ở 1250 mà thôi. Nên nếu so về đam AoE ở level cuối thì con Dualblade này đáng sắp dép vào Bunny Man. Cơ mà vì cái hai con này đam đều dưới 10k level cuối, cho nên mình thực sự không nghĩ là sẽ có ai đó chơi nó đến tận cuối game đâu ha. Dù gì thì cả hai cũng chỉ chơi cái map sự kiện là phải thay liền, không thay là thua ngay. Là những sự lựa chọn dùng để dép đầu game cho dễ thở thôi. Được cái thì con Dualblade này để dép boss thì hợp lý hơn. Thêm nữa là giá trị của nó cũng không cao, mà nói đúng hơn là ai trong kho đồ cũng đều có một con Dualblade này hết. Cái con đó anh, cái con này nè, anh Jay mang vô chợ biết bán được bao nhiêu không bạn? Hôm bữa mình bán cái con này được 20 gem nữa bạn. Đúng rồi, mình bán 4 con là thành 80 gem. Mình đã bán với giá cực kỳ cắt cổ mà cũng có đứa mua nữa các bạn à. Sau đó thì mình thấy mấy ngày sau người ta bán con này có 2 gem, 3 gem hả bạn? Tỷ lệ xuất hiện của nó khá cao, nên theo góc nhìn của mình thì người không có đồ xịn thì sẽ đánh giá Dualblade theo kiểu như sự lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu như bạn đã có đồ xịn rồi thì chắc chắn là bạn không thèm nhìn con Dualblade này luôn. Tại vì nó yếu thật sự. Cái đam AoE cấp cuối của nó thật sự quá thấp, cho nên là cũng không giúp ích được nhiều mấy. Nhưng mà nếu anh em nào cần một con unit vừa tầm để dép đầu game thì mình tin chắc rằng Dualblade Bunny Man sẽ là một sự lựa chọn hết sức hợp lý đó nha. Ai mua cũng được. Adventure Cameraman là một unit con này xịn, cao hơn Last Bunny Man một bậc, và theo như game đánh giá thì nó mạnh hơn Last Bunny Man lúc nãy luôn. Cơ mà để nó mạnh con hơn này điên Man, con này điên lắm thì tụi mình sẽ phải nâng nó lên đến level cuối là level. Con này ở trong Trading Plaza bán giá cao lắm nha các bạn nha. Với mức DPS là 12.500 cho đơn mục tiêu. Đúng vậy, đây là một unit đơn mục tiêu. Hơi bị xịn. Nó thật sự gây đam cao hơn con Last Bunny Man rất nhiều. Adventure Cameraman sẽ thích hợp để bạn set mục tiêu cho nó với mấy con boss. Với cái đam 12.500 này thì chắc chắn là không thể dùng nó để đi kề sự kiện được. Tại vì con boss thở tới 1 triệu đam lận. Đúng nên rồi, là dù có 15 con này full cấp cũng không giúp bạn giành chiến thắng nổi đâu. Cơ mà nếu chơi mấy chế độ thường thì nó cũng không có tệ lắm. Chơi Nightmare được không ta? Nhân hay ít nói cho tôi biết là chơi Nightmare có được không nha Nhân hay ít. Điều là dù có mức DPS gần gấp đôi con Last Bunny lúc nãy, nhưng mà phải công nhận là bạn sẽ phải nâng đến level cuối cùng thì mới được cái đam cao ngất ngưỡng của nó. Vì nếu như chỉ dừng lại ở cấp 3 ngay với con Last Bunny thì đam của nó hoàn toàn không thể so sánh được. Tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn việc nâng cấp con Last Bunny, nên là mình không thích con hệ trò chơi này lắm. Nếu để chọn thì chẳng thà bỏ thêm xíu tiền nữa chơi một con khác như Larry Chen thì nó hợp lý hơn. Larry Chen hả? Ủa sao kỳ vậy ta? Sao mình đi nguyên một dòng YouTuber các bạn, mỗi một YouTuber thì gọi con này là một cái tên khác nhau nha các bạn nha. What?
Nhưng hay thì gọi là Lebrichen, còn anh chị thì gọi là Lebrechaun, còn bầm thì gọi là cameraman cầu vòng các bạn à. Còn các bạn gọi là cái gì bình luận liền á. Titan Bunny cameraman. Đây là... con này hôm bữa anh chị bán nó được với giá là 150 gem. Các bạn nghĩ là 150 gem bán con này là lời hay lỗ, bình luận liền cho anh biết nha. Một unit mystic mà bạn sẽ dễ dàng có được nếu như tham gia hết mình vào sự kiện phục sinh năm 2024. Chỉ cần hoàn thành xong cái battle pass này là... biết chuyện gì không? Cái sự kiện này anh chị còn chưa chơi tới màn 50 mà anh chị đã có cái con này rồi các bạn à. Bởi vì anh chị đi săn sale nha các bạn, nghe được các bạn fan tặng nữa. Được nó ở tier 50. Tính ra thì nó cũng không có tốn quá nhiều thời gian nếu như bạn chăm chỉ. Và phần thưởng mà cậy có mấy tiếng là được à, xứng đáng khi mà Titan Bunny Cameraman là một unit khá là ổn trong tầm giá của nó. Xứng okay. đáng các bạn bỏ thời gian ra cày cuốc và lượm nó về. Vì chỉ với 600 tiền bỏ ra, bạn sẽ nhận lại cho mình một con unit có đam AOE và đam đơn mục tiêu. Cả đam xuyên mục tiêu, ba lại đam trong cùng một unit. Con này xịn vậy? DPS khởi đầu là 1000 và sau đó tăng thành 42.500 ở level 4. Ê, không biết con này mang đi enlet được không ta? Mặc dù phải thừa nhận là giá tiền của nó khá là cao, cơ mà sau bản cập nhật mới đây thì sức mạnh của Titan Bunnyman đã được buff lên khá nhiều, giúp cho sát thương của nó ngang hàng với những unit chủ lực khác. Bạn hoàn toàn có thể dùng Titan Bunny Cameraman như một quân bài chủ lực để giành chiến thắng. Mình chắc chắn vì mình đã thử và thành công. Ghê á. Là bạn sẽ tốn một mớ tiền để có được mức đam cao chót vót của nó mà thôi. Cơ mà nếu như tính vậy thì thôi mình mang Titan Cinemaman upgraded đi sướng hơn. Ra thì nó cũng vẫn lời hơn những unit khác. Ví dụ như Sinister Titan TV Man, bạn sẽ phải bỏ 60.000 tiền để thu lại 60.000 DPS. Trong khi Titan Bunny Cameraman thì chỉ cần phải bỏ 24.400 là bạn sẽ nhận được mức DPS gần gấp đôi số đó là 42.500. Đúng. Vậy tính ra là lời. Ủa mày với mang Sinister tính nằm. Sinister up mắt dữ rồi trời. Đúng là nếu xét về con số thì nó không thể nào so sánh được với Sinister Man ở cấp cuối cùng. Nhưng mà Titan Bunny Cameraman lại có được đam AOE khá là cao và sát thương xuyên thấu dài, cho nên là có thể gọi unit này là ở dạng xứng đáng để mua nó nha. Mua liền. Đây là một trong ba con. Con Map Bunny Titan này bữa các bạn nhớ anh chị mua bao nhiêu không? 5.400 gem. Bây giờ anh chị vô trong Trading Plaza nó bán có 3.000 gem mà tức muốn điên luôn bạn. Unit Godly có mặt trong game và so với hai lỗ thì cái thì Map Bunny Titan có giá trị không xứng đáng với giá tiền mà bạn cần phải bỏ ra để sở hữu nó. Bởi lẽ con này là con có trời. Số lượng hiếm nhất trong ba con Godly. Và đúng thiệt là giá tiền của nó cũng khá là mắc vì nó mắc nhất trong số. Số lượng hiếm nhất trong ba con Godly mà sao bây giờ còn có 3.000 gem vậy trời? Con Godly. Đến thời điểm hiện tại thì mình đã may mắn có được nó với giá 4.000 kim cương. 4.000 kim cương sao ai cũng mua rẻ vậy? Có mình mua mắc như trời, mình mua anh là 5.400 kim gem luôn trời. Chắc mình là YouTuber sang con này giá mắc nhất quá. Và nhờ vậy mình đã có được một unit với khả năng tăng cooldown cho những unit khác, làm chậm các toilet đi 50%, ngang bằng với một con Green Laser. Và bên cạnh đó thì mức DPS ở level cuối của Mad Bunny Man sẽ ở mức 61k, rất là cao, đủ để bạn đem nó dạo cái đường Endless tại Death. Cơ mà nếu xét về đam và tầm tấn công thì nó sẽ thua xa con Old Godly Titan Cinema Man, vì mình thấy mọi người đại ca cũng có cùng nhận xét như vậy với mình. Mình hiện tại đang có hai con này các bạn à. Còn ghê chưa? Ghê chưa? Mình lại tiếp tục săn nó thêm. Khi nào mà mình có đủ 5 con mình sẽ give away cho 5 bạn may mắn nha. Mà giờ mới có 1 con à. Bạn nào đại gia thì hãy tài trợ. Please donate to me Mr. Beat. Nên là mình nghĩ là chỉ có dư tiền mới bỏ ra để mua con Mad Bunny này về chơi. Mới có 4.000 à bạn, nhưng bạn nói dư tiền rồi, mình bỏ ra 5.400 chắc mình là tổng thất, chắc mình là tài phiệt đại gia quá. Nhưng mà nếu nghĩ lại thì với một đống khả năng đặc biệt mà con Mad Bunny có thì mình nghĩ là nó cũng không quá tệ để bạn bỏ tiền ra mua đâu ha. Còn bạn nghĩ sao về Mad Bunny Titan thì hãy con này cũng được cho mình biết với nha. Upgrade Camera Spider là phiên con bản này có bạn phản tặng mình nè. Spider nhưng mà có gắn jetpack ở mặt sau, 4 tia laser mỗi góc và chân ổn định hơn, giúp cho nó có được mức DPS cao lên tận 27.000 ở level cuối cùng. Đây 27.000. Là con đầu tiên được nâng cấp nên là con này chắc mang đi enlet được á các bạn. Giá của nó cũng khá là cao. Mình đã tốn hơn 1k game để mua nó về và 1K nhận xét thì nó xịn hơn con Spider TV rất nhiều. Vừa đam cao mà vừa rẻ hơn thì bỏ tiền ra mua con upgrade camera Spider có lẽ là sẽ hợp lý hơn cái con Spider TV hiếm có kia. 27.000 đam mà lại còn di chuyển được nữa thì tính năng này cũng khá là đáng tiền đó hả? Xứng đáng. Mad Cameraman nó có vẻ ngoài giống như là Mad Cameraman nhưng mà đã được nâng. Con này là xuất hiện ở trong Skibidi Toilet tập thứ 72 nè.
Nó có hai tia laser đỏ, một cái liềm và hai cánh tay có dao nắm trên tay. Về phần ngoại hình thì con Unit Mystic này đúng là khá hợp mắt so với mình. Còn nhìn ngầu ngầu ngầu. Còn phải xem lại, tại vì bản thân mình thì cảm thấy nó hơi bị dư tiền thì phải mua con này. Tại vì hơi bị dư tiền hả? Video này thì giá của nó chỉ sắp xỉ 2.000 game, còn lúc 2.000 game thì nó có giá gấp đôi cái số này lận. DPS là lúc nó mới ra là giá đó 4.000 game hả? Giá nó bằng một con Titan, một con Godly luôn. Túi của nó sẽ rơi vào khoảng 28.000. Và nếu so sánh upgrade camera Spider lúc nãy thì mình sẽ nói là nó đáng tiền hơn con upgrade camera Spider nha. Vì để nâng cấp nó lên level 4 thì bạn sẽ phải chỉ bỏ ra 17k tiền, trong khi con upgrade camera Spider thì phải tốn hơn 21k tiền lận. Đồng ý là sẽ có nhiều bạn bảo là con upgrade camera Spider đáng mua hơn tại vì nó rẻ hơn và ai nhìn cũng nó cũng được. Đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ thì giá của con Mac Cameraman đã giảm khá nhiều. Và với một người đã có sẵn hai con trong kho đồ như mình thì phải công nhận mình sẽ chọn con upgrade Mac Cameraman thay vì con Spider kia đó nha. Ok nhân. Là unit mới được cập nhật trong bản cá tháng 4 mới đây. Cái con này nhìn mắc cười. Nó khá đặc biệt vì nó có một khẩu súng Ohio, có 1% cơ hội khiến cho các toilet quay lại. Khẩu súng Ohio ở đằng sau đó. Nghe đỉnh không? Cụ thể là biến toilet trở thành đồng minh của bạn với tỷ lệ 1%. Quá quá là bá đạo luôn. Bên cạnh đó, mặc dù là một unit. Vậy ví dụ như mà biến cái con trong sự kiện ấy, con binh đi chùm ấy, nó làm đại tử của mình rồi á, thì chúng ta có cần phải giết nó nữa không ta? Trẻ tiền. Wait a minute. Tiền và độ hiếm thì không cao. Các bạn trả lời cho mình đi. DPS của con này gây ra lại rất là lớn ở level cuối với mức 10.000 DPS. Mặc dù lúc khởi đầu thì có lẽ sẽ không cao cho lắm. Và đặc biệt là con này đúng với sự kỳ lạ của Ohio. Nâng lên cấp 2 thì sẽ tốn 5k tiền. Với Ohio là giống như ở Bình Dương ở Việt Nam hả? Mức đam 6.000 DPS. Nhưng mà lên đến cấp 3 thì chỉ với 10.000 DPS chỉ tốn có mỗi 1k mà thôi. What? Đúng là unit kỳ lạ giống như cái tờ nâng cấp mà giá rẻ hơn. Nó rẻ cho nên là mình nghĩ là ai cũng có một con trong kho đồ của mình rồi đúng không? Tôi có nè. Theo nhiều nguồn tin và đánh giá thì Microwaveman hiện tại đang là unit epic mạnh nhất trong game và nó cũng được yêu thích nữa. Epic mạnh nhất trong game. Chết rồi, mình bán nó ở trong market trading mình bán có 1 gem mà các bạn, bữa mình bán mấy chục con luôn á. Trời ơi, chết rồi, mình chơi ngu rồi các bạn ơi. Nếu như vậy thì giá của nó sẽ được tăng. Trời ơi. Nó với những unit Mystic Cat thì nó còn mạnh hơn rất nhiều. Đây thật sự là một con unit đáng tiền. Chơi ngu rồi. 13.500 ở level cuối cùng. Mình bán có 1 gem mà. Đặc biệt là nó có một chiêu thức giống với con Godly Titan Cinema Man. Đó chính là con Microwave Man, có thể làm choáng cái toilet trong 2 giây. Mình đã đem Microwave bro. Và Mod and LED để test. Thì đúng là cái khả năng gây choáng toilet của nó quá là ưu việt. Một mình con này giúp mình trụ được đến tận quay 15 của LED thì các bạn phải thấy là nó đỉnh cỡ nào rồi. Nên là để nói thì Microwave Man thật sự là một unit xứng đáng để mua đó nha. Billwing TV Man. Đây là một unit legendary. Và nếu như bạn là một giga chắc thực thụ thì chắc chắn là bạn sẽ thích nó. Nếu các bạn không biết thì Billwing có nghĩa là mình. Billwing. Người đàn ông đẹp trai ngồi lòi lịch lãm. Billwing chính là nhân 2x người đàn ông đẹp trai. Khi đặt Billwing TV Man ra ngoài thì nó sẽ dùng sự đàn ông của nó để gây sát thương cho toilet. Về phần sát thương thì nó cũng khá là bình thường. Khi DPS cao nhất của nó có thể mang lại cho đám toilet chỉ là 15.000 dam, khá là ít so với một con legendary. Okay. Nhưng mà được cái là khả năng đặc biệt của con Billwing này chính là sự đẹp trai của nó. Nhờ vậy mà mấy con toilet đi ngang qua sẽ phải bị stun lại cho một khoảng thời gian để ngắm nhìn con Billwing này vuốt râu. Cho nên là mặc dù chỉ là một unit legendary thôi, nhưng mà cái khả năng ngắm nhìn của nó đúng là rất xịn sò luôn. Vì vậy mà mình nghĩ là Billwing TV Man rất là xứng đáng nha. Chỉ có điều là mình không có tiền để mua nó mà thật. Trời nhân, cái con này trong Trading Plaza giờ tụi nó bán rẻ lắm. Bữa tôi thấy nó bán có 120 gem mà rẻ cực kỳ. Lần trước là mình thấy nó bán khoảng chừng 200 mấy gem mà giờ nó bán rẻ rồi. Thôi. Vì tỷ lệ ra của nó là 0.5% mà mình quay từ bữa giờ không có ra một con nào luôn. Đúng rồi đó. Cái hòm 1 tháng 4 nè, cái hòm này quay khó lắm các bạn. Vô trong chợ mua giá rẻ hơn nha nha nhân. Titan Sigma Man. Và cuối cùng các bạn có con này chưa? Chưa có thì bình luận tên Roblox ở phía dưới video này là diện chứ còn gì nữa. Man, nghe thôi là thấy đàn ông rồi. Và nếu như bạn có con này trong kho đồ thì nó sẽ giúp cho bạn ngáp đến tận quay 76 của Mod and LED. Thật sự là không đùa đâu nha. What? Con
con á đi được tới quay 76 hả? À, mặc dù là DBS mình chưa bao giờ tới quay đó. Năm chỉ có 35.000 đam, nhưng mà thật sự phải nói thì con này tầm tấn công của nó hơi bị xa. Với dạng đam AOE và tấn công rộng như vậy thì đúng là bạn chỉ cần đem mỗi con này vào trong mọi map là nó cân được hết. Cơ mà để nói thì con này thật sự rất khó kiếm, tại vì tỷ lệ kiếm của nó chỉ có 0.05% xuất hiện trong hòm thôi. Cho nên okay, là nhưng là ai có dư tiền thì mới bỏ ra mua, chứ còn đợi vô chở kiếm mỗi đâu ha. Trời ơi, các bạn đã xem hết video, hãy nhấn subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ. Cảm ơn nhân 2X nhiều nha. Wow, nhân 2X hôm nay review một cái video rất là hay các bạn à. Và mình thấy khúc cuối tại lần Sigma Man thì các bạn nên mua đi, biết tại sao không? Tại vì hiện tại ở trong chợ nó bán với giá cũng mềm mềm rồi các bạn đi kiếm tụi nó xong các bạn nhắn tin giá rẻ hơn được không? Bli 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 giống như mình chỉ bữa đó. Năn nỉ nó phải bli bli đồ vô nó sẽ bán giá rẻ nha các bạn nha. Rồi, các bạn rất là nhiều vì đã xem video này. Mong là các bạn nhớ cho video một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới nha. Rồi, ai mà chưa có con tên tình Sigma Man này á thì bình luận phía dưới để anh che tặng cho nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.